Xin kính chào toàn thể tất cả quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán xe cũ. Và em là Tình, em đến từ Salon Uskai Việt Nam, có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay thì em Tình tiếp tục quay trở lại để giới thiệu và báo giá một chiếc xe vừa mới cập bến tại cửa hàng Uskai Việt Nam chúng em, đỉnh cao xe lướt. Thì trước mắt quý anh chị đây đó là một chiếc xe Kia Sorento. Đây là phiên bản 2.2, bản full máy dầu. Xe thì như các bạn thấy thì xe được trang bị ngoại thất màu đỏ và xe được trang bị nội thất kem. Và đây là phiên bản cao cấp, phiên bản full máy dầu quý vị anh chị nhé. Và chiếc xe này của em là sản xuất và đăng ký là cuối năm 2018. Xe được mang trên mình model mới, form mới của năm 2019, rất là đẹp. Với hệ thống đèn bi full nét và la răng hình cánh quạt dạng xoáy thì với chiếc xe này có những điểm gì nổi bật và chất lượng xe còn được như thế nào thì em Tình xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng em đi quanh một lượt chiếc xe để mình cùng xem và cảm nhận về chất lượng của một chiếc xe Kia Sorento đăng ký cuối năm 2018 và model mới 2019 còn đẹp và chất như thế nào anh chị nhé. Và thực sự thì em Tình cũng phải nhấn mạnh rằng là chiếc xe này rất là đẹp. Bởi lẽ sao? Chiếc xe chỉ mới lăn bánh được có 32.000 km thôi. Và em Tình khẳng định và cam kết với tất cả các bác trên toàn quốc đó là số km zin của cái chiếc xe Kia Sorento này. Và thực sự thì trong quãng thời gian gần đây và cũng như quãng thời gian trước, rất nhiều bác cũng hỏi em về dòng Kia Sorento này. Thì thực tế rằng là cái dòng Kia Sorento này, cái bản máy dầu ấy, thì nó lại cực kỳ là hay. Hay ở cái điều gì? Bởi vì thực tế thì Kia Sorento thì nó cũng dùng chung động cơ gần như với lại cái dòng Hyundai Santa Fe. Thì cho chúng ta cái là máy dầu nó cực kỳ là bền, lành và tiết kiệm, sửa chữa thì cũng rất là dễ. Kèm theo thì cái mức giá thành của Kia Sorento thì nó lại tốt hơn rất nhiều so với Santa Fe quý vị chị nhá. Cũng như là so với Fortuner hay là Everest. Thì đặc biệt hơn nữa thì Kia Sorento cũng được trang bị những option rất là cao cấp, đầy đủ và thông minh tiện ích. Cũng chẳng khác gì chiếc Hyundai Santa Fe đâu. Đó, thì em sẽ quay chi tiết vòng quanh ngoại thất. Và thực tế là dưới cái mức giá trị hiện tại như là chưa đến 800 triệu thì anh chị đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, máy dầu bản full cao cấp, cực kỳ tiện nghi và sang trọng và rất là hợp với lại thị trường hiện nay. Thì Kia Sorento cũng được chiếm lĩnh thị trường một cách khá là rộng ở trên thị trường Việt Nam cũng như toàn thế giới anh chị nhé. Đó, thì sau đây mình cùng điểm qua. Đây là chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018 và mới chỉ lăn bánh được có hơn 3 vạn km thôi. Và chiếc xe thì vẫn còn nguyên dàn lốp niền đời, nguyên bản theo xe, lốp Continental ở đây quý vị anh chị nhé. Đó, la răng mới rồi anh chị nhé. Đó, rất là đẹp. Đây là cái đét lốp của cái chiếc xe này, được sản xuất ở tuần thứ 9 của năm 2018, rất là mới luôn quý vị anh chị ạ. Đó, lốp Continental nguyên bản theo xe và lốp còn rất là dày anh chị nhé. Nếu như bác nào mà sở hữu được chiếc xe này, mình có điều kiện thì mình có thể mình thay đổi cái dàn lốp Vitrinin thì đi nó sẽ êm và nó cách âm tốt hơn rất là nhiều so với cái lốp nguyên bản của Kia. Đó, thì đây là hệ thống đèn bi full nét cũng như là được trang bị giải đèn nét định vị ban ngày đây quý vị anh chị nhé. Đó, mặt ca lăng thì rất là ngầu rồi, rất là đẹp và logo Kia đính ở giữa. Xe được trang bị full cảm biến trước sau cho xe anh chị nhé. Và có hệ thống rửa đèn pha tự động cho chiếc xe luôn. Đó. Và nếu như bác nào mà mệnh hỏa rất là hợp với cái màu đỏ này thì hãy nhanh tay và nhấc máy liên hệ với em Tình qua số hotline để sở hữu cho mình chiếc xe siêu lướt, siêu đẹp, siêu chất đang có mặt tại Salon Uskai Việt Nam chúng em. Đó, xi nhang cũng được tích hợp trên gương chiếu hậu rồi. Và chìa khóa Smart Key cảm biến được trang bị cho chiếc xe này. Đó, rất là đặc cấp đúng không ạ? Và bác gia chủ thì cũng đã lên được một số option cho xe như là dán kính cách nhiệt này, bậc lên xuống cho chiếc xe, thảm sàn 5D, dán kính cách nhiệt, đó rất là đầy đủ luôn. Kèm theo thì bác chủ cũng đã dán thêm cái vè che mưa rồi, đó rất là đẹp anh chị nhá. Và đặc biệt thì bác chủ lựa chọn cho mình cái tông màu đỏ này thì phải nói nếu như bác nào mà đang sở hữu mình là cái mệnh hỏa thì muốn kiếm cho mình một chiếc 7 chỗ máy dầu đi lại tiết kiệm và cũng đảm bảo được những cái option đầy đủ thông minh tiện ích thì hãy nhanh tay là chủ thứ hai của chiếc xe này, bởi chiếc xe này là một chủ từ mới quý vị chị nhá, một chủ từ mới ạ, rất là đẹp, rất là hay. Đó, ok, thì sau đây em Tình sẽ đi vào chi tiết phần nội thất để anh chị cùng xem cùng với em nhé.
Wow, nội thất rất là mới phải không ạ? Nội thất màu kem, một trong những cái tông màu đi kèm ngoại thất đỏ, nội thất kem thì nó là một trong những cái tông màu cực kỳ nổi bật rồi. Và bác nào thích cái sự nổi bật này thì hãy nhanh tay liên hệ em nhé để sở hữu chiếc xe này. Đó, anh chị có thể thấy không? Tabi cửa này rất là mới, từ phần da cho đến phần nhựa và những cái phần được ốp giả gỗ này cực kỳ đẹp luôn. Đó, gương chiếu hậu là gập chỉnh điện hết rồi. Đấy, hàng kính trước là auto anh chị nhá. Đó. Ghế lái trang bị là hai vị trí nhớ ghế này. Và đây là phiên bản 2019, phiên bản full được trang bị là full ghế điện hàng ghế trước anh chị nhá. Kèm theo thì xe cũng được có là trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cũng chẳng khác gì một chiếc xe Santa Fe đâu. Đó. Sau đây thì em sẽ mời anh chị cùng em ngồi đến phần khoang lái của chiếc xe này. Đó, em nổ máy lên nhá. Thì như anh chị thấy này, vô lăng thì được khâu bọc da nguyên bản cũng như là một chút là ốp giả vân gỗ cực kỳ đẹp, là một cái điểm nhấn cho cái dòng xe Kia Sorento này ở ngay phần vô lăng, rất là hay anh chị nhá. Và xe thì ở trên vô lăng cũng được tích hợp đầy đủ các phím bấm chức năng tiện ích và thông minh như là đàm thoại rảnh tay này, kết nối âm thanh Bluetooth này, tăng giảm volume, ngắt âm thanh tạm thời. Và bên đây thì có chế độ kiểm soát hành trình và chân ga tự động Cruise Control đầy đủ cho anh chị nhá. Đèn thì với chiếc xe này thì nó đương nhiên với chiếc xe đời cao như thế này thì nó sẽ là đèn auto rồi. Đó. Và đây là số km của chiếc xe này. Đã đi được là 32.306 km, rất là mới ạ. Đặc biệt hơn thì bác gia chủ cũng đã nâng cấp lên cho chiếc xe này, đó là hệ thống màn hình Android rất là đẹp. Đó, anh chị có thể thấy không? Màn hình ZTEC nhá anh chị nhá. Điều hòa được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập luôn. Đó. Cực kỳ là đẹp luôn anh chị ạ. Đây. Eco tiết kiệm nhiên liệu này, cảm biến này. Đó, xe có kết nối màn hình USB này, AUX này, Bluetooth đầy đủ hết. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Gương chiếu hậu chống chói, cảm biến gạt mưa tự động. Đó. Rất là nhiều option đúng không ạ? Nội thất màu kem, na phông trần màu kem còn rất đẹp và rất là mới và bác chủ cực kỳ giữ anh chị nhá. Đó. Cân bằng điện tử tăng sáng, tăng chỉnh độ sáng màn hình táp lô. Đó. Và xe thì đã được trang bị là cốp đóng mở điện rồi quý vị anh chị nhá. Anh chị có thể thấy tất cả những cái phần nhựa này, bác chủ đi xe rất là giữ này, còn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất là mới. Tay lắm cần số nguyên bản của xe này. Đó. Chưa hề bị bong chóc hay chảy xước, anh chị có thể xem cái mặt ghế nhá. Đó. Kia Sorento thì nếu như một chiếc xe nào đi nhiều các bác có thể nhận thấy luôn được rằng là cái phần ghế này, thực ra thì em phải chia sẻ rằng cái chất liệu da của Kia Sorento nó cũng không được tốt cho lắm. Thì với những chiếc xe mà đi hơi nhiều một chút thì cái phần ghế này nó sẽ hay bị lún xuống và cái má ghế này này, các bác có thể để ý giúp em nhé. Cái má ghế này nó bè xuống thế này luôn này. Nhưng đây chiếc xe này mới chỉ có đi hơn 3 vạn km. Và đặc biệt hơn là bác chủ lại là một người cực kỳ là giữ gìn xe, ngồi trên xe rất là ý thức luôn, nên là cái má ghế nó còn rất là dày. Đó, nó không bị bè hay bị tè xuống, đúng không ạ? Hay là những cái phần vai ghế này. Đó, tất cả mọi thứ còn rất là đẹp, rất là mới. Tiếp theo thì em mời anh chị cùng em xem qua phần khoang nội thất hàng ghế thứ hai nhá. Đây, nội thất hàng ghế thứ hai. Và chia sẻ với các bác luôn rằng là hôm nay thì em ra cửa hàng, trời thì cũng khá là mưa, lại là cuối tuần thì cũng chỉ có một mình em ở cửa hàng thôi. Em cũng chỉ vội vàng là em rửa qua chiếc xe, cũng chưa kịp đánh bóng nội thất hay ngoại thất gì cả, thì em cũng lau qua, rửa qua để em lên hình giới thiệu với quý anh chị về cái chiếc xe cực kỳ hợp lý và rất là đẹp này để anh chị có thể nắm bắt thông tin nhanh nhất. Còn sau cái clip này thì em sẽ cho xe đi rửa dọn spa một cách đàng hoàng, sạch sẽ, đẹp đẽ để khi các bác xem xe hoặc là nhận xe thì nó sẽ là đẹp long lanh luôn. Đó. Đây, một đôi mắt huyền thoại ở phần phía đèn hậu này, anh chị có thể thấy không? Nó như một cái phần dung nham núi lửa luôn. Đó. Dung nham núi lửa tan chảy đang nóng bỏng luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Thực sự nhìn vào cái bộ đèn này em rất là mê luôn đấy ạ. Đèn phanh trên cao đầy đủ luôn các bác nhé. Cốp được trang bị là cốp đóng mở điện rồi này. Đấy, rất là tiện ích đúng không ạ? Bác chủ thì cũng lắp rất là nhiều đồ chơi rồi. Đây, tông màu của bác chủ thì bác thấy rồi, luôn là màu đỏ. Đó, tất cả những cái gì đều là màu đỏ hết. Tất cả các chi tiết ốc ác keo chỉ cũng như là những lỗ đinh tán thì còn nguyên bản 100% quý vị anh chị nhé.
Đó. Trang bị cảm biến trước và cảm biến sau đầy đủ hết cho chiếc xe này. Anh chị cùng em xem qua tiếp phần nội thất bên phụ này để mình cùng cảm nhận luôn. Và hàng ghế sau thì cũng được trang bị đó là rèm che nắng luôn quý vị anh chị nhé. Không khác gì Santa Fe cả. Đầy đủ chức năng, option như Santa Fe luôn. Đó. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn anh chị ạ. Đó, rất là mới. Đây. Phần ghế phụ này. Đây là phiên bản máy bản dầu máy phun rồi anh chị nhá. Bản máy dầu bản phun rồi nên được trang bị là hàng ghế trước chỉnh điện 100% luôn. Đó. Ghế lái ghế phụ chỉnh điện hết, cảm biến gạt mưa tự động. Đó. Thực sự là bác nào nếu như mà có duyên sở hữu được chiếc xe này thì em khẳng định rất là may mắn đấy ạ, bởi vì chiếc xe này bác chủ đi rất là giữ gìn và bác chủ cũng nên rất rất là nhiều đồ chơi rồi. Lát nữa em sẽ tổng hợp lại tất cả những món đồ chơi mà bác chủ đã lên cho chiếc xe này để các bác cùng cảm nhận nhé. Và đây một điều đặc biệt, các bác vừa xem này. Hạn đăng kiểm cũng như là phí đường bộ còn rất là dài cho đến tháng 7 năm 2022 mới hết. Đó. Và các bác hoàn toàn yên tâm tuyệt đối với em Tình nhá. Em Tình Yusuka Việt Nam, đỉnh cao xe nước, chỉ làm xe chất, không làm xe lỗi. Đó. Các bác trên toàn quốc có thể mua xe của em sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho các bác. Xe bên em thì luôn cam kết bằng văn bản rõ ràng, chi tiết về chất lượng cũng như là pháp lý. Xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Máy móc, động cơ, số nguyên bản, giấy tờ pháp lý minh bạch đầy đủ sang tên. Và chiếc xe này em sẽ cam kết mở rộng cho các bác là xe chạy chuẩn 32.000 km. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được em Tình Yusuka Việt Nam chào bán với mức giá là 795 triệu đồng. Sẽ còn bớt giá, còn thương lượng cho quý chị thiện chí. Và em sẽ tổng hợp lại thông tin, đây là chiếc xe Kia Sorento phiên bản 2.2, động cơ máy dầu bản full. Xe được sản xuất đăng ký cuối năm 2018, xe đăng ký tên cá nhân, một chủ từ mới, biển số tỉnh. Và xe được trang bị cho mình đó là cái form mới 2019, trang bị ngoại thất màu đỏ, nội thất màu kem. Và hiện tại em Tình đang chào bán là 795 triệu đồng, bao trích tiết toàn quốc cho quý anh chị. Hỗ trợ giao xe toàn quốc, hỗ trợ làm thủ tục trả góp ngân hàng, giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Mọi thông tin chi tiết anh chị có thể vui lòng hoặc kết bạn Zalo trực tiếp với em Tình qua số hotline 0911 666 325 và số thai của em nữa là 0913 567 328. Đến đây thì em Tình cũng xin được kết thúc video và cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.